quay trở lại. Và âm thanh mà bạn đang nghe được thu từ bộ mic có trị giá gần 9 triệu đồng mà mình mới nhận được gần đây để trải nghiệm, Rode Wireless Pro. Và chắc hẳn là mọi người đang tò mò là chất lượng của chiếc mic này như thế nào. Thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình chúng ta cùng test thử âm thanh của chiếc mic này. Và bên cạnh đó thì sẽ là những cái hướng dẫn sử dụng chi tiết đối với sản phẩm này. Và mình đã chia đầy đủ các mục mà các bạn muốn xem ra rồi. Nếu mà bạn muốn xem phần nào thì hãy click vào phần đó nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với hướng dẫn sử dụng nhé. Chúng ta sẽ có hộp sạc đựng bộ thu và phát và một hộp phụ kiện gồm hai mic lavalier 2 cùng phụ kiện như kẹp mic, đánh dấu màu, bông lọc vân vân. Có thêm dây kết nối máy ảnh, dây kết nối điện thoại cổng Type-C và Lightning. Ngoài ra thì Wireless Pro có hai bộ kẹp gắn mic 5 châm Mark Clip Go, rất nhiều và rất đầy đủ, tất cả được đựng trong một hộp phụ kiện như thế này. Hộp đựng bộ mic và phụ kiện của Rode Wireless Pro rất đẹp, đầy đủ và tạo cảm giác cao cấp. Hộp đựng mic kiêm hộp sạc sẽ gồm vị trí đặt bộ thu và hai bộ phát, được sắp xếp theo thứ tự và có sẵn chân sạc Type-C. Mic sẽ tự động tắt khi được đặt vào hộp và tự động mở khi bỏ ra khỏi hộp. Ở đằng sau là một nút bấm kiểm tra pin, nếu xanh tức là hộp đang đầy pin, vàng là pin thấp, đỏ là pin yếu và đỏ nhấp nháy là sắp hết pin. Hộp này khi đầy pin có thể sạc đầy cho bộ thu và hai bộ phát khoảng 2 lần. Chúng ta có thể dùng dây Type-C để sạc pin cho nó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sạc riêng cho từng bộ thu và phát. Và mỗi cái này có thể sử dụng lên tới 7 giờ theo như thông tin của hãng. Dễ thấy nhất để phân biệt được bộ thu và phát là bộ thu có màn hình, còn bộ phát thì chỉ có logo đính kèm. Ở bộ thu RX, chúng ta sẽ có một màn hình LCD, một cổng USB-C, một cổng TRRS 3.5mm, nút nguồn và hai nút điều hướng. Ở bộ phát TX, chúng ta sẽ có đèn báo kết nối với bộ thu, đèn báo thu âm, đèn báo pin, cổng kết nối USB-C, nút nguồn, cổng TRS 3.5mm, mic inbuilt và nút bấm record. Bộ thu sẽ hiển thị các thông tin như trạng thái pin, khả năng kết nối và trạng thái ghi. Để cài đặt cho bộ thu, chúng ta sẽ sử dụng hai nút điều hướng ở dưới bằng cách bấm hoặc nhấn giữ để truy cập các cài đặt khác nhau. Các nút này sẽ có nhiều chức năng, tùy vào bạn đang ở chế độ cài đặt nào, sẽ có phần icon mô tả tính năng của nút đó tương ứng với vị trí của nút bấm. Cả hai bộ phát và bộ thu sẽ tự động kết nối ngay khi chúng ta lấy ra khỏi hộp sạc. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp, chúng ta sẽ bị mất kết nối. Các bạn hãy nhớ cách kết nối thủ công đơn giản này nhé. Khi tất cả các thiết bị của bạn đã bật nguồn, hãy nhấn nhanh nút bên phải trên bộ thu để chuyển sang màn hình bộ phát đầu tiên. Sau đó nhấn và giữ nút điều hướng phải để vào chế độ ghép nối. Màn hình sẽ hiển thị Pair TX Now. Nhấn nhanh nút logo trên bộ phát để vào chế độ ghép nối. Đèn LED ghép nối trên bộ phát sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh màu xanh lam cho đến khi chuyển sang màu xanh lam liên tục khi ghép nối thành công. Để hủy ghép nối bộ phát, các bạn nhấn nhanh điều hướng phải trên bộ thu để chuyển đến màn hình bộ phát mình muốn. Sau đó nhấn và giữ nút điều hướng phải. Bản thân chiếc Wireless Pro này đã có kẹp để gắn vào quần áo rồi. Tuy nhiên thì không phải trang phục nào cũng phù hợp để gắn, hoặc đơn giản là chúng ta không muốn kẹp nó. Thì bộ phụ kiện có thêm Mark Clip Go, chúng ta sẽ sử dụng nó để gắn vào, rồi dùng nam châm để đeo vào bất kỳ vị trí nào trên áo mong muốn. Nếu tiện nhất thì vẫn là sử dụng nguyên bộ phát và thu luôn từ bộ phát đó. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp bạn sẽ muốn thu âm gọn gàng hơn thì hãy sử dụng chiếc mic lavalier xịn sò này nhé. Chúng ta sẽ cắm nó vào bộ phát, sau đó vặn khóa lại, rồi gắn bông lọc nếu ở điều kiện có gió hay gió lớn, rồi gắn vào áo gọn và đẹp hơn. Chiếc mic này có thể lựa chọn nhiều mode ghi âm khác nhau tùy vào dụng ý của người quay phim và hậu kỳ. Và khi bật chế độ này thì biểu tượng mờ trên bộ thu sẽ hiện lên. Ở chế độ này sẽ giúp chúng ta thu được tất cả tiếng từ các mic vào trong thiết bị của mình. Ở chế độ này, âm thanh thu được sẽ chia tách sang kênh bên trái và kênh bên phải và chúng ta sẽ xử lý hậu kỳ hai kênh đó riêng. Chúng ta có thể chỉnh sửa riêng hoặc sau đó có thể trộn lẫn hai kênh này với nhau trong trường hợp quay ghi âm từ hai người và tùy vào cái tình huống mà xử lý âm thanh. Và cuối cùng thì Wireless Pro cũng hỗ trợ Safety Mode, chúng ta có thể có được bản thu dự phòng nó clean hơn. Và để chọn được chế độ Merge, Split hay Safety Channel thì các bạn hãy bấm giữ đồng thời hai nút ở dưới bộ thu RX để truy cập vào màn hình cài đặt. Sau đó chọn chế độ mong muốn và nhấn nút bên phải để set chế độ. Mỗi bộ phát có khả năng thu tiếng 32 bit float tới 40 tiếng nhờ vào cái bộ nhớ riêng của mình. Và theo như thông tin của hãng thì file 32 bit float chỉ ghi vào bộ nhớ trong của bộ phát, chứ nó sẽ không lưu vào file quay của chúng ta. Với độ sâu bit 32 bit float, nó sẽ giúp chúng ta thu được những âm thanh chất lượng và ổn định, ngay cả khi thu được những âm thanh nhỏ hoặc rất to.
Khi thu bằng chế độ này thì chúng ta sẽ bấm nút record ở trên thân bộ Fast TX, đèn báo đỏ là đang thu. Ngoài ra chúng ta có thể kết nối bộ thu RX vào điện thoại hoặc máy ảnh và xếp tính năng nhấn nút nguồn trên bộ thu để bật tắt thu onboard nhanh trên cả hai bộ phát. Để có thể copy file âm thanh từ bộ phát này thì các bạn hãy cho tất cả vào hộp sạc, sau đó kết nối hộp sạc với máy tính, rồi lựa chọn file ghi âm ở các mic mà bạn muốn lưu về để sử dụng. Cách này sẽ giúp file âm thanh lưu về mặc định là 32 bit float. Nếu như bạn muốn điều chỉnh bit depth thủ công thì phải kết nối với ứng dụng Rode Central trên máy tính để tùy chọn và xuất file. Với những người làm phim chuyên nghiệp hơn một chút thì time code trên Wireless Pro sẽ giúp việc đồng bộ hóa video và âm thanh tiện lợi và nhanh chóng hơn. Để bật được tùy chọn time code, chúng ta sẽ buộc phải kết nối RX với ứng dụng Rode trên máy tính, điện thoại, sau đó bật time code và set cài đặt tùy theo mục đích sử dụng của mình. Hoặc cách cài đặt nhanh nhất để cài đặt cho cả bộ thu và bộ phát là các bạn hãy cho tất cả vào hộp sạc rồi kết nối hộp sạc với điện thoại hoặc máy tính. Thế là xong. Hello, và hiện tại thì mình đang ở một cái không gian ngoài trời, có rất nhiều xe cộ qua lại. Ở bên này là một cái trường học và cũng có rất là nhiều tiếng nói chuyện của mọi người. Và không biết là cái âm thanh mà bạn đang nghe thì nó có được ok hay không. Thì mọi người sau khi nghe xong cái đoạn test này thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết về nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi thử ra xa để xem là khả năng kết nối của chiếc mic này như thế nào. Bởi vì hãng có nói là nó sẽ lấy được, thu tiếng được ở khoảng cách xa tới hơn 200m. Và thực ra là không phải lúc nào thì chúng ta cũng cần đến một cái khoảng cách xa như vậy. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp chúng ta vẫn sẽ phải dùng đến cái tính năng này, vẫn đến cái khả năng thu tiếng này. Và bây giờ thì mình sẽ đi bộ thử ra xa dần, có quay lưng giống như là mọi khi chúng ta test những cái chiếc mic khác, để thử xem là đi đến khoảng cách nào và gặp vật cản thì nó có thu tiếng được hay không, có bị delay, bị trễ gì hay không. Ok, và ở đây cũng khá xa rồi đấy. Đây, và không biết thì đến đoạn này mọi người có còn nghe thấy tiếng của mình hay không. Mình sẽ đi lòng vòng một chút để thử xem chiếc mic này như thế nào. Và như mọi người thấy, khung cảnh xung quanh mình rất là nhiều xe cộ, thì không biết là khả năng lọc tiếng của chiếc Rode Wireless Pro này như thế nào. Mình sẽ đi xa hơn một chút nha. Đi xa hơn và khuất sau nhiều vật cản để thử xem là chiếc mic có thu được hay không nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ thử đứng ra đây sau một chiếc ô tô để xem là nó có thu được mình hay không. Và mình tin chắc rằng thì chiếc Rode Wireless Pro này nó sẽ thu được khá tốt và ổn định. Ok, và bây giờ mình đang đi dần trở lại. Và nếu như bạn có đánh giá gì về âm thanh của chiếc mic này thì đừng quên để lại comment ở bên dưới nhé. Ok, và mình đã trở lại rồi đây, và hy vọng rằng là tất cả những âm thanh mà mình nói từ nãy đến giờ đều được thu trọn vẹn vào chiếc mic này. Ok, và sau khi xem hết video này thì mình nghĩ rằng bạn cũng đã có những cái hiểu biết và ấn tượng nhất định về bộ mic Rode Wireless Pro này rồi. Và mình tin chắc rằng thì bạn cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình. Và nếu như có bất kỳ nhận xét nào hay đánh giá nào về chiếc mic này thì đừng quên hãy để lại comment bên dưới và chia sẻ cho mình biết với nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.